đây đây là những cái gọi là cái mốc rất quan trọng trong cái việc là ship bưu điện, còn ship bưu điện cây với cái bưu điện này. Trước đấy thì nói thật ra là không dám ship bưu điện, tại cước nó cao. Trước đấy là nếu mà như ấy 30.000 một cân thì chết à? Cước nó ký hợp đồng xong có 6.000 một cân. Còn từ đây mà nhiều khi gửi xe khách ấy. Trước đấy nha, những cái lần trước tôi nói với các bạn ấy là cái vấn đề mà cây cối gửi bưu điện thì nó đắt đấy. Nhiều khi trêu anh Viettel, Viettiếc ấy là nó đắt đấy. Nhà thằng cu em nó có cây sung rái rất là dài. Chất lượng. Mẹ lúc mưa lúc nắng cái này. Cái bảo là sung tầm này ăn đang ngon này. Ở tôi mà hái sung này ra ngoài chợ bán là cũng 5.000, 10.000 cân đấy. Còn bình thường các bạn cứ hay nói cái chuyện là kiếm tiền đi. Nhưng mà trong kiếm tiền nó có những cái. Lại mưa rồi. Nó có những cái. Người ta gọi là cái. Nó gọi là cái mốc. Nó có những cái bài toán khó cần phải giải quyết. Cái này này, trước đây nói chuyện là gửi bưu điện là tôi bảo là cây cối này không gửi bưu điện, tại vì là các loại khác ấy thì là ví dụ như gửi hàng cái phần vỏ của nó rất là nhẹ, còn nếu mà gửi cây bưu điện này chủ yếu là gửi đất, cho nên là gửi bưu điện thì cước nó cao. Nhưng mà đến gần đây khoảng tầm mới khoảng chắc là mấy ngày. Còn trước đấy thì nói thật ra là các cái cây bé này. Còn đây được cái là của khách này thì nhiều. Cái này là cây sen đá. Nhìn thấy trông giống như kiểu thương binh bệnh binh quá nhỉ. Bọn này nó cứ như kiểu là cây nó viện chạm xá, đi chạm xá. Này nó quấn này, rất tôn giấy. Còn cái loại này nếu mà quấn giấy nhiều như này nó cũng phòng phành chả tác dụng mẹ. Quan trọng là cái cố định cây. Còn các cái hàng khác nó không phải như cái sen đá này thì nó không bị. Những cái loại này nhấc lên một cái nó đã rụng mẹ là lá. Đúng. Đùa chứ anh. Cái này mỏng manh. Bọn này nó mong manh. Mong manh như kiểu xương thủy tinh nhỉ. Quấn trồng thì phải quấn trồng chán lắm. Tốn tiền giấy. Em nó làm cũng lâu rồi nhưng mà làm những cái hàng như kiểu hồng phụng kia nó cũng không làm sao. Chứ còn cái hàng này nó mong manh lắm. Giải được cái bài toán này này, các bạn cứ muốn là làm giàu mới kiếm tiền, nhưng mà nếu mà làm giàu kiếm tiền là các bạn phải biết tất cả những cái khâu. Chứ còn bình thường nếu các bạn đi làm thuê thì kể cả có lương mẹ đến 70 triệu thì chi phí nó cũng hết, còn mẹ nó hết. Không bỏ ra được nhiều, xong rồi nó mất thời gian. Mua bao tải phải mua. Còn rõ ràng là khi các bạn mà vượt qua đến như này, xong rồi như thằng này nó biết thì 5 năm sau nó có thể nó thuê người làm, xong nó hướng dẫn cho người làm từng khâu một. Đấy thì là tôi mới bảo là muốn làm kinh doanh hay là làm chủ thì cũng phải biết các cái khâu của nhân viên đã. Đấy, xong rồi mai sau khởi nghiệp các thứ ấy. Chứ còn bình thường bây giờ giới trẻ nó cứ tôi đã phá của bố mẹ 2.000 tỷ hôm qua, tôi lại kiếm được 3.000 tỷ, tôi lại dương mẹ 1.000 tỷ. Thế thì nó khó, phải cách làm như thế nào. Đấy, bước lên từ thế này. Từ nó mua thùng xốp như thế nào, xong rồi nó mua đấy gì, mua bao tải à, bình thường là 5.000, bây giờ em phải quan hệ thế nào, em phải tìm cách thế nào, em mua có 1.000 mà, đấy chỉ 1.000 thôi, em có sức cạnh tranh. Nhưng còn nếu mà bố mẹ có nhiều tiền thì bao tải 5.000 thì bố mua như người khác 5.000, nó là hợp lý đúng không? Nhưng mà cái chính là muốn kinh doanh để có lãi thì phải tiết giảm chi phí đầu vào để hạ giá thành. Còn những cái này là mần mò, xong mai sau rồi em ấy, mai sau khoảng 10 năm nữa thì nhân viên xếp hàng tư ngoài kia điểm danh. Ông cũng biết là hút thuốc lào là không phải dùng cái loại này nữa đâu. Điếu nó phải ấy ác lắm đấy. Chứ không còn từ cái lúc mà, nói chung cây cối này là đến cái phần gửi bưu điện này là sắp thành công rồi. Còn ship cốt này em nó áp dụng đến hơn một tháng này rồi. Cốt tháng vừa rồi em nó 30 mấy triệu. Còn chia sẻ cho các bạn thì cái này là luôn, em đưa cho anh số rồi đấy. Ờ anh biết rồi. Rõ ràng luôn. Mà tỷ lệ hoàn của em nó có 2/80 đơn à? Vâng. Thế là chúc mừng.
Nhưng mà tao chúc mừng mày thì đến khi giàu phải cho tao vay tiền nha. Giàu với con kèo lúc thuốc nào không à? Nhưng mà thuốc nào của nó thuốc nào đắt đấy ông à? Những thằng giàu nó hút thuốc nào khác chứ nó không hút cái thuốc này. Thằng giàu nó hút thuốc nào kiểu khác. Nó phải nó cái loại đắt năm đây. Xì gà xì kia cũng thế, thuốc lá của mình thì lại cuốn, lại rẻ thì cuốn. Ông nào nghèo thì toàn đốt kiểu thuốc bằng giấy, ông tự cuốn. Ngày xưa học sinh toàn đốt bằng giấy. Có cái bọn kia nó toàn xì gà ấy chứ. Thuốc nào trông nó hình dáng bên ngoài nó giống thuốc nào thôi, nhưng mà bọn nó đắt đấy. Bọn có tiền nó khác, thuốc lào nó khác, điếu nó cũng khác chứ. Điếu nha, ông bảo là cái điếu này của ông thì mấy trăm nghìn. Mà có điếu mấy chục triệu. Đủ đắt lắm chứ. Có loại điếu ấy. Cái điếu nó đã thấy ngon rồi đúng không? Đấy, nhìn điếu thôi, bọn nó chỉ chơi điếu thôi mà. Bọn có bọn giống dở ấy là nó chơi điếu. Hút kéo không ngon mà cái này đâu mà. Nhưng mà nó điếu nó lại còn mạ kim cương cơ, tổ sư. Nó hơi mất công. Nhưng mà cái sung lọ thì mình buộc một người xọt kia dễ. Các cái video của bên Trung Quốc mà nó đóng hàng, thứ nhất nó nhanh mà mình cảm giác nó an toàn. Nhìn thằng này lúc ấy vừa dở ra cứ như kiểu là nhìn cây mình đã thấy là giống thương binh rồi. Quấn loạn, chỉ tốn giấy, có giải quyết được vấn đề không? Mày thử đỡ cái ngọn này đây đi. Ngọt cái thùng lên nào. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Rồi, đã. Được rồi. Đây. Đó, như này em nó quan hệ là... Rồi, ok. Nó cũng áp dụng. Nó đấy, tạnh mưa rồi đây này. Nó áp dụng cái chiến thuật là tứ nhiệm pháp cũng ác phết nhỉ. Nó bảo bình thường thì em làm sao mà em được 40 50 đơn mà mấy. Cái nó mới gãy đấy. Ở đâu ra rồi? Ở trong cái kia rụng dốc xuống là nó gãy. À, cái loại quay cái loại này nó xốp xộp ấy mà. Khặc một cái là toi. Cây này đây này. Cây gọi là cây sen đá. Xe thì nói thôi, nhưng không cả mua không được. Xe thì cho ổn. Xe là nó đỡ quăng quật. Xe là họ nằm yên một chỗ. Ừ, nó nằm yên từ đây đến cuối chuyến. Nhưng mà có thể cái xe nó đến Sài Gòn là nó vẫn chuyển xe. Anh thương từ cha thôi là có xe đi bến xe nước ngầm vào. Không xe nào. Xe thì em gửi ở Dân Tiến lại cũng được. Nhưng mà xe đấy chỉ vào Sài Gòn thôi. Xe vào Sài Gòn xong là báo từ Sài Gòn ai báo xe ở đấy chuyển tìm. Mẹ thuyết phục nó cũng mệt phết đấy. Hàng nó cực kỳ dễ vỡ. Thế hôm trước hôm qua mình xem cái video nó đóng cái cây chân đá rồi. Ừ. YouTube em xem trên YouTube đấy. Ừ. Nó cũng đóng như này là nó đóng như này là nó cho thùng được, nếu không thì nó sẽ quay bằng đây này, quay bằng bìa cắt tông. Ừ. Nó phải quay chắc là nó phải cố định vào. Quay bằng bìa cắt tông như này này. Mà cây chân đá nó to là cây chân đá này không? Cây nó tặng như này. Vừa ấy là cây con mẹ nó thế này rồi thì cảnh kiếp đéo gì. Đây có 9 thùng. 9 là 20 cây. Đây là ai? Đây. Sen gọi là sen đá. Cái này là gọi là để ấy thôi. Vào đến sợ đây. Tại vì cái bưu điện này cứ nghĩ là nó không ấy đâu. Nhưng mà từ trước cái này là mình gửi xe là nó đi, ví dụ như từ đây vào Sài Gòn một phát là nó để nguyên, hầu như để nguyên đấy ấy. Có thằng em ngày xưa là hoa hồng ấy, nó lấy lên Lai Châu ấy. Nó bảo là anh ơi để các cái thùng này của em là để xa ra, không người ta toàn để xa cái chỗ gà vịt ra. Gà vịt nó vào nó mổ hết lá của em. Đấy, nó cũng có nhiều cái để nó là bài học ấy. Còn tôi chả giấu gì các bạn, những cái này trong khởi nghiệp mấy các thứ ấy nó phải giải quyết những cái vấn đề này thì mới mở ra cái vấn đề gửi cây ở bưu điện. Còn gửi cây bưu điện thì ngày xưa có cái ấy là cước, vấn đề là cước nó rất là cao. Cái thứ hai là nó đi từ đây, ví dụ vào trong Sài Gòn là nó còn, ví dụ từ đây vào ra tỉnh một phát là nó hạ cây mình xuống, hạ những cái này, nó hỏng cây. Đấy, còn đóng cây với các thứ thì nhờ, bây giờ nếu mà em nó làm hết cái việc này thì mình sẽ nhận các cái loại bé. Hôm nay thử me với các thứ gì rồi đây. Trước đây cái thủy nó cũng ngại, phải cải tiến. Đây nó chỉ hết một cái này thôi. Chỉ hết một nửa cái này. Không. Không. Bạn biết cái tông mới là nó vẫn bị, bởi vì là trong cái quá trình vận chuyển nó tự nó ỉu xuống mà. Thôi mới là thùng mới nó cứng thì nó sẽ không. Nếu không thì đi ra các quán tạp hóa, em hay mua các quán tạp hóa. Cái thủy nó định tao rủ tao bảo là xuống xem cái thằng
tôi xuống xem bạn nó mở cái đéo gì, làm giấy làm riếc đây. Ừ đấy, em thì ở đây không có bán nhiều trên Mening nữa, em còn hỏi là nó phải bà gì nó bán mà bà phải bà lên tận mà. Nó làm xưởng mà Phú Thọ ấy, bà gì nó làm xưởng phải lên tận Phú Thọ ấy. À, đây này. Mẹ cái loại này mua vào chất vào vài tỷ tiền giấy đi xong rồi nó mưa cho một phát là được, như này, được. Nó thành giấy luôn. Ừ đấy, nó phải thế này chứ này ơi giời. Thằng này chả. Đấy xong rồi cuốn giấy vào. À cuốn chú bóng vào. Đấy xong như này. Ui rồi thế này thì quá an toàn luôn. Đấy, này. Cái loại này tổ sư của an toàn luôn. Đấy, an toàn ơi cái thằng này. Sao mày không thiết kế ra cái này? Nhưng mà như kia nó sang. Sang mẹ gì. Mẹ trông cứ như là kiểu là bệnh binh đến nơi rồi như này. Ôi ngáo không này. Thằng này ngáo đúng quá ngáo luôn này. Mẹ thế này nó chắc luôn như thế này có phải đấy không? Cuốn giấy vào. Ôi rồi ôi. Mẹ trông nó bảo là trông như thế này trông nó sang. Bố đủ má trông cứ như là thương binh bệnh binh nhỉ. Đấy, làm thế kia có phải là ngon không nhỉ? Này nó làm trông có khác gì là cho luôn thùng này. Ừ đấy, nhà làm như này này. Không? Mày kể cả mày gửi tính nguyên cái này cũng được. Không như này sợ ăn ném. À, nó ném à? Ừ, đúng rồi. Nó nặng hơn cũng không mấy nặng thôi mà. Phải đóng ra thì nó mới không. Ờ, chốt như này nhá. Ừ, chốt như thế. Chốt như này bây giờ này, đóng vào như này. Xong sẽ đóng vào thùng này nữa. Ừ. Được chưa? Thống nhất thế nhá. Xong là mà cho vào như này thì không phải buộc quá nhiều trong ngoài, chỉ cần một cái dây trên này là xong. Một dây trên dây dưới là áp một gốc là được. Thằng này ngáo ngơ thật. Trông nó bảo trông như này trông sang, tôi cứ như là kiểu là chiến tranh Việt Nam ấy nhỉ. Nói chung là sau khi giải quyết cái vấn đề này xong mới ship. Trông nó trông có nhiều trông như kiểu là bệnh binh nhỉ. Mày làm cố định vào. Ơ tao cái này. Làm gì còn bây giờ chỉ có đi mua các dòng này, các cái dòng dòng gì nhỉ? Dòng cái thùng bánh kẹo thôi ở đây chứ họ không bán, em có hỏi mua rồi mà, em còn đi ra huyện kiếm hỏi cơ mà. Cái thủy cho bánh kẹo mới ấy. Cho nó cái của cái đứa bạn mày ở dưới lấy Kim Động này. Cũng được chị ạ. Lấy cái một cái bịch này cũng được. Không cần phải bịch mới đâu. Làm thử xong rồi đấy, làm như lúc đấy là ngon đấy. Lúc nay mày cuốn kiểu đéo gì đây? Cuốn đi mày cuốn, bây giờ mày lấy cái băng dính mày cuốn ở đây đã. Băng dính mày cuốn ở đây để cho cố định cái này vào đây để nó không bị tụt từng tít ra đã. Này mày sao làm cái nhân thế này thì tít ra tít đeo nào nhỉ? Đấy, nó kiểu này, tao thấy nó giống video rồi đấy. Đúng không? Chỗ này nó thấy giống video ở bên Trung Quốc rồi đấy. Thấy giống video người ta đóng hàng rồi đấy nhỉ? Nhỉ? Mẹ trông đấy trông giống rồi đấy. Đấy rồi ok chưa? Bây giờ cuốn vào. Cuốn làm sao? Tao thấy có cái đây này, không có đừng cuốn thế, đừng cuốn thế, cứ gấp vào đây này. Buộc bốn cái que tre bốn góc cuốn tròn lại xong cố định vào thùng xốp bán hàng mà không biết đóng hàng. Thực ra là từ trước đến nay với hàng cây cảnh này bọn tôi có đóng hàng gửi bưu điện đéo đâu. Thế mới bảo đây là cái bước cải tiến. Thì nó mới đến cái vấn đề, còn mình thì mình không phụ trách cái vấn đề này. Thì là thằng em này nó mới ấy thì mới gần đây mới gửi bưu điện chứ. Thì trước đấy á các bạn mua một cây hai cây á, không bán lẻ đâu. Hàng thì ít. Còn bình thường từ trước là toàn gửi xe khách này. Cái thứ hai gửi xe khách này. Cái thứ hai là nếu mà mua nhiều thì thằng Linh. Thế thì nó mới có cái khoảng trống để các bạn ý bán hàng tận nơi ấy. Ví dụ như các bạn ấy nhập sen đá này về Cần Thơ, bạn mở vườn bạn bán đúng không? Chứ bây giờ một ông ở Hưng Yên ông làm tất đi thì ăn tất đi. Thế cho nên nó cũng là rào cản. Mới cả nói chung là tôi bảo cái nông nghiệp này luôn luôn phải đi sau các cái nghề khác, nó vào tầm 5-6 năm. Chứ các bạn bảo bán hàng mà không biết cách đóng hàng. Bình thường cái hàng của bọn tôi nhá, không có gửi bưu điện đâu. Tại vì trong thâm tâm từ trước thì gửi nhiều. Một là cái quy cách đóng hàng, yêu cầu hàng họ của bên của bưu cục ấy. Nó chặt chẽ. Nó bắt nó phải đóng như thế này này. Là nó mình kiểu mình cũng khó tính ấy. Mà cả công to việc lớn cho nên là mình ngại. Thế là bảo là đóng hàng như này thì hơi kỳ cục. Hơi mất thời gian, thế là không làm. Mấy cả nói chung là không có người làm ấy. Gần đây thằng em này nó mới chuyên nghiệp này. Cái bìa nó cứng, cái bìa này của em mềm lắm. Nếu cậu em thấy cái bìa mềm nó sẽ đóng hơn. Không, bìa mềm em phải tưởng tượng nó mà đổ như này thì nó sẽ. Thế thì em cho vào trong thùng. Không, không cần phải dùng như thế luôn, chỉ cần như này thôi. Người ta đã xếp như này luôn. Mấy cả cái kiểu gửi bưu điện ấy. Gửi bưu điện các cái mặt hàng khác thì tôi nói là cái tiền. Cái khối lượng vỏ của nó, vỏ các này này, nó nhẹ.
Còn các cái hàng cây cối của bọn tôi nó toàn gọi là đắt, là đắt đắt cái tiền đất đi. Đấy, cho nên mình thấy phí này. Cân cái này lên này. Mẹ toàn phần đa nó là đất chứ nó là cái mẹ gì, cây được mấy đâu. Thế là từ trước cái này có gửi bưu điện mấy đâu. Được cái nếu mà bưu điện này thì cái người khách người ta sướng. Được cây được mang về tận nhà. Đúng không? Đấy, đấy, bàn cãi nhau. Gặp nước mưa đấy. Cắt đít. Ờ, cắt đít gấp lại không nó tụt. Gặp nước mưa là liệm. Ừ, đấy, cái chỗ này tôi lại thấy khác, nó khác video rồi đấy. Phần dưới này nó gặp, à đây tụt làm sao được, tụt tiếp theo. Ừ. Nó bé bằng cái ấy mà, bằng cái đít chậu thì làm sao mà tụt. Ừ. Không, nhà nó cũng phải là mấy đây như là này. Ừ, đây. Quả này vẫn trên chuyên nghiệp, nó gặp cái phần đít vào. Nó sẽ đóng như là... Gặp phần đít vào. Một phải về nhà phải cày view cho cái bọn mà đóng hàng nhiều vào. Xem chúng nó đóng hàng vào. View thì đéo xem. Chưa gì đã lập công ty chuyển phát nhanh đéo gì. Tối ưu Việt Nam à? Đéo ăn thua. Lập công ty chuyển phát. Đấy, như thế này là xong hết tất cả mọi cái con em đóng là đóng hết tất cả mọi cái. Mẹ nó đóng xong đau hết đầu. Đây, đất nói chung là cứ cố gắng mà sống. Cố gắng kiếm việc gì mà làm. Đất lên 30 rồi. Năm sau nó lại lên 50. Thế là lại thành rất nhiều tiền. View đẹp nhỉ? Dựng đứng vào thùng xốp, xuyên dây cố định vào thùng xốp. Lúc nãy cũng ấy rồi mà. Lúc nãy cũng làm rồi, nhưng bây giờ phải quấn cái giấy kìa. Đấy, Việt Nam đổi mới không? Còn ngày xưa các cụ có mua bán cây theo kiểu này kéo đâu. Còn nói chung là... Mấy năm rồi, từ cái ngày biết hôm nay anh em được gặp nhau. Nhưng mà làm với chị Thủy là làm được tầm 2 đến... Làm với chị Thủy là được 3 chuyến rồi. 3 chuyến kia không làm sao đúng không? Ba chuyến kia là ok rồi. Phải cho đứng lên vứt được 3-4 ấy. Cho đứng lên chị Thủy ơi, vứt được 3-4 cây. Thế này phải cắt cái đôi đi à? Ừ, cắt cái đôi. Cắt đôi này. Đấy, cắt cái này đi thì mới gặp được. Cắt vát đi thì mới gặp được. Nó vừa khít cái này là nó đi nó không bao giờ bị nong. À, không sao đâu, nếu cao hơn một tí em cắt cái này em đệm thêm cái này cao lên bằng là được thôi mà. Họ không đều đo cái cỡ của em đâu. Đây. Bởi vì em kê ấy rồi. Còn bình thường là gửi ít bưu điện thì là 30.000 một cân đi. Cái thùng kia nó cao hơn. To hơn nhá. Ừ, mà mang cái thùng kia. Mẫu xem nó thế nào đã nào. Ngày xưa trước khi chị bán cây là chị toàn bán cây giống mà, chị gửi đi nhiều, chị có kinh nghiệm đóng hàng. Okay. Thế là ngày xưa mày gửi là cước cao à? Ngày xưa á phải 80.000, 90.000 một cái kia. Ừ. Bây giờ xong cái đợt loại sau cái đợt nọ tứ nhất pháp mới được 6.000 một cân. Ừ, 6.000 một cân à? Vâng. Thà khôn nhỉ. Nó áp dụng tứ nhất pháp cho các kiểu. Cá tên đấy vợ. Cá gửi hàng để thuyết phục bưu cục được 6.000 một cân. Còn không là cứ 30.000 một cân đi. Đấy là cái giai đoạn này nếu mà có cần chia sẻ với các thứ là thằng này nó cũng hỏi tôi những cái vấn đề này, nhưng mà thường là mình bảo là ngày xưa nó lúc nó khởi nghiệp ấy, nó hỏi tôi về cái vấn đề gửi vận chuyển ấy. Tôi bảo là bình thường là nếu mà ở gần thì là mình phải tự. Một tuần anh bố trí anh tự anh phi cái xe thồ này nên Hà Nội để gửi hàng. Xong rồi có những lần còn mất điện thoại, mất cái máy ảnh. Tại vì kiểu lúc ấy tăng ra bối rối ấy. Đấy, thế là xong rồi mất hết địa chỉ. Có nhiều cái mà khi mà mình tự đi gửi hàng ấy, ngày xưa cũng đi cái con xe này. Đấy, xong rồi bây giờ kiểu lửa ông lửa thằng ấy. Thằng này nó mới có chỗ đứng để nó ấy, chứ ngày xưa làm tớt một mình tôi là hết. Cũng xe này, ngày xưa con xe xí ớt. Còn Hàn cái đéo gì nhỉ? Ừ, Hàn một cái trụ ở đéo đây này. Để nó có cái xe lôi đằng sau ấy. Đó, công an giao thông đòi luật. Công an giao thông ở Khoái Châu đòi luật. Vườn mình ngay quán cà. Ừ. Đấy, phải cố định gốc. Bình thường nó làm thế đéo nào. Hình như là cái phần giấy này nó còn gập một phát để nó cố định cái phần đít cơ mà. Nhưng mà nó cố định như này không tuột được. Cái loại cây này nó cứ phải dính với cái giấy này. Khi này tháo ra thôi. Còn ông kia ông bảo là gặp mưa thì là nó bung hết. Nên thực ra là mưa mẹ gì vứt lên xe của người ta ra kia bưu cục. Có mấy trường hợp mưa miết đâu. Luôn cuống lắm. Yeah.
Ừ. Đây rồi, ok, giữ dung như này. Nhiều khi cũng ngại nhỉ, 20 cây thì mất lại mấy tiếng. Đấy, em làm này này. Đó. Vừa quấn vừa bóp tay vào chứ nhỉ. Cái này thì là chắc chắn rồi đấy nhỉ. Nha. Như kiểu mấy ấy. Trên ý kiểu người ta làm ấy. Nói chung là nếu mà ấy nhá, trên Văn Giang có lẽ là dần dần rồi cũng sẽ có các cái ý. Nhưng mà Khoái Châu của mình đây nó xa khu ấy. Còn mai sau thương mại điện tử nó phát triển thì kiểu mẹ gì cái loại bìa cắt tông này à. Và bạn cái Thủy nó mở xưởng để làm bìa cắt tông đây. Ở Hưng Yên là không có đâu. Hưng Yên không có. Chỗ nào chả hiểu. Em còn nên hỏi tất cả mấy anh em nhà vườn. Nhà vườn mẹ gì phải không quản. Phổ thông. Ừ. Nó không phổ thông như ở trên Phú Thọ mới cả ở trên Vĩnh Phúc đâu. Ừ. Hay Hà Nội thôi. Thằng tay thằng này nó cứ giật như kiểu đi họp hội đồng quản trị nhà đấy. Mày đến tay không cần phải. Tí nữa cho cái Thủy cho số. Thế thì làm số được. Ừ. Cãi nhau đấy. Mua cái nha. Bây giờ cái hướng của các ông cũng được đấy. Ở nơi của các ông ấy, mở cái xưởng hôm nào tôi live stream cho. Cái xưởng làm bìa cắt tông ấy. Mẹ mày, mai sau cái nghề này nó hot đấy nhỉ. Cái sản phẩm bìa cắt tông này mai sau nó hot đấy. Em còn đi mua ở ngoài, em còn đi mua tận âm thi ngoài mấy xưởng kìa, âm thi mấy xưởng cái lúc nào cho em luôn. Tí nữa cho mày số chứ. Em còn hỏi cả mấy anh em Mê Ninh, anh em Mê Ninh cho số nhưng mà họ tít tận trên Hà Nội bảo. Mày điên à, mày hỏi thế. Hỏi mấy cái bà Cà Mau ấy cho nó rẻ. Hỏi muôn cần luôn Cà Mau ấy cho nó rẻ. Gần đây thì bìa cắt tông thì em toàn phải đi mua cái đồ này là 2.000 một cân. Ừ. 2.000 một cân xuống là cửa tạp hóa bán kẹo là. Ừ, nhưng mà mua của bọn tạp hóa là mua của các bà tạp hóa là mua cái hàng thanh lý là nó rẻ hơn. Mua cái hàng mới kia thì nói chung là em nó đắt. Em cũng mua các đồ rẻ mà. Ừ. Anh em nào chưa follow kênh thì vào Tôi Yêu Việt Nam có nó kênh nhá. Làm rẻ quá cái bìa, làm mà cái đồ này nó không có sự chuyên nghiệp ấy. À, nhìn nó không chuyên nghiệp đúng không? Trông hơi bêu nhỉ. Hơi bêu. Logo trên Sài Gòn một mã bìa cắt tông à? Từ Sài Gòn bảo thằng này nó đặt từ Sài Gòn mang ra thì đéo đặt. Ông nói chung là cái này là tương lai là mấy cả bây giờ bán thương mại điện tử nó phát triển ấy. Mẹ sản xuất bìa cắt tông đôi khi này là cái xưởng hot đây nhỉ, cái sản phẩm hot đấy. Ừ, nghỉ nhá. À, view này mà hơn 30 triệu một mét à.